Một câu chuyện đáng sợ. Kỳ cục, rõ ràng là con ánh hẹn mình cuối tuần này qua chơi, vậy mà bây giờ không thấy tung tích ở đâu hết trơn á. Chắc là nó cho mình leo cây rồi. Làm ơn, đừng có ám con ăn ở phúc đức lắm, đừng có ám con mà. Mày khùng hả, tao ánh nè. Ủa, ánh hả? Mày làm gì mà tóc tay bù xù như ma vậy? Tao nhìn đó mấy ngày nay rồi, ra ngoài ăn thì sợ dịch nguy hiểm, còn đặt đồ ăn thì ship về mắc quá. Trời, cái con này, mà mày không biết chuyện gì sao? Cô chết tao có ưu đãi cho chương trình vùng free ship đó má ơi. Vùng phi ship là sao? Chương trình vùng phi ship của GoJet để mày tiết kiệm hơn khi đặt món đó. Mày có thể đặt các quán ngon trong vùng phi ship mà không tốn một xu phí ship luôn nha. Nhìn cái mặt mày đơ ra với mày hả hỏng to tổ bố, tao biết mày hiểu tao nói gì rồi đúng không? Dẹp tan nỗi lo phí ship cùng GoJet với các vùng phi ship phủ khắp nơi. Những bạn đăng ký mới còn có ưu đãi lên đến 300k nữa đó. Nghe thích chưa, thích chưa? Trời ơi hay vậy, để tao lên GoJet đặt liền.